gây rối cho khu vực pháp trường. Nếu công dân nào cố tình không chấp hành, tiếp tục gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là khu vực pháp trường đối tượng vi phạm pháp luật chống người thi hành công vụ. Yêu cầu các công dân không tập trung đông người, la hét, gây rối cho khu vực pháp trường. Nếu công dân nào cố tình không chấp hành, tiếp tục gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là khu vực pháp trường đối tượng vi phạm pháp luật chống người thi hành công vụ. Yêu cầu các công dân không tập trung đông người, la hét, gây rối cho khu vực pháp trường. Nếu công dân nào cố tình không chấp hành, tiếp tục gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là khu vực pháp trường đối tượng vi phạm pháp luật chống người thi hành công vụ. Yêu cầu các công dân không tập trung đông người, la hét, gây rối cho khu vực pháp trường. Nếu công dân nào cố tình không chấp hành, tiếp tục gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là khu vực pháp trường đối tượng vi phạm pháp luật chống người thi hành công vụ.